đang cùng theo dõi bản tin của kênh tin tức mới 365. Với đội ngũ biên tập viên năng động và linh hoạt, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nhanh nhất về những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính sẽ có trong bản tin của ngày hôm nay. Chờ các cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp xin từ chức. Cụ bà 80 tuổi mất hơn 1 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an. Giá vé máy bay lại tăng nóng. 20 năm sống khổ sở vì quy hoạch treo giữa trung tâm thành phố Nha Trang. Chờ các cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp xin từ chức. Kính thưa quý vị, Bộ Chính trị sẽ kiên quyết cho từ chức đối với những cán bộ bị kỷ luật, hiệu quả công việc và uy tín thấp. Vậy là ngay cả khi không muốn từ, các vị sẽ bị kiên quyết cho từ chức. Ngoặc kép là thông tin từ phiên họp hôm qua, mùng 8 tháng 7 của Bộ Chính trị Ban Bí thư. Ngày mùng 8 tháng 7 cũng là ngày Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân cựu Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, hiện đương nhiệm là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Và nói đến việc từ chức, không thể không nhắc tới ông Đoàn Ngọc Hải, cựu Phó Chủ tịch quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh, xin từ chức cởi áo về vườn vì đã không thực hiện được lời hứa đòi lại vỉa hè cho dân. Cũng không thể không nhắc tới ông Bùi Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam, năm 2016 đã xin từ chức vì bản thân không hoàn thành tốt nhiệm vụ, bị tồn tại đất đai và nợ xây dựng cơ bản, chương trình đối ứng trong xây dựng nông thôn mới chưa giải quyết xong. Một chủ tịch xã từ chức vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có vững về tài chính ngân sách gì hết. Một phó chủ tịch quận xin về vườn vì không thực hiện được lời hứa với dân. Điều đó chính là tự trọng, là khí tiết rất đáng quý, rất nên có đối với những người phục vụ nhân dân. Nó khác xa thời ông Đào Đình Bình, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, phải xin từ chức dưới sức ép. Nhưng vì sao những tấm gương như vậy lại hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay? Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Bôn, nguyên thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, có lần phát biểu trên Đài Tiếng nói Việt Nam: "Sở dĩ cán bộ ta khó mở lời xin từ chức vì ở ta vẫn chưa có văn hóa từ chức. Thứ nữa là vì lòng tự trọng của một bộ phận cán bộ nói chung còn thấp." Và tiến sĩ Bùi Đình Bôn cũng thẳng thắn về nguyên nhân sâu xa là vì chủ nghĩa cá nhân, lợi ích cá nhân của nhiều cán bộ quá cao, dù biết rõ sai lầm khuyết điểm của mình nhưng vẫn bất chấp tham quyền cố vị, giữ cho được cái ghế vốn mang lại cho họ khá nhiều lợi ích về kinh tế chính trị. Tình trạng này xuất hiện cả cấp cao lẫn cấp thấp mà trên không làm gương, tự hỏi làm sao cấp dưới tuân thủ. Với việc kiên quyết cho từ chức, Bộ Chính trị lần này đã rất mạnh tay trong việc thanh lọc đội ngũ cán bộ bị kỷ luật, hiệu quả công việc và uy tín thấp. Điều đó chính là để bảo vệ uy tín bộ máy, tránh giảm tình trạng mà dân vẫn đang nói về những cán bộ bị kỷ luật, vẫn về đâu đó ngồi chờ hưu là các lớp phó. Cụ bà 80 tuổi mất hơn 1 tỷ đồng sau cuộc gọi của kẻ mạo danh công an. Kính thưa quý vị, công an đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng ở Hà Nội. Nạn nhân là cụ bà 82 tuổi. Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Ngày 3 tháng 7, bà H, 82 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, trình báo công an phường về việc bà nhận được cuộc điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo bà liên quan đến một vụ án ma túy. Sau khi chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ lạ, bà H mới biết mình đã bị lừa. Theo Công an thành phố Hà Nội, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả mạo công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn có người sập bẫy. Đa phần nạn nhân là người cao tuổi, ít cập nhật thông tin. Sau khi bị lừa, nhiều người sợ ảnh hưởng đến uy tín danh dự nên không trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Khi cần làm việc với người dân, cơ quan công an luôn gửi trực tiếp giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Giá vé máy bay lại tăng nóng. Thưa quý vị, nhu cầu của người dân tăng cao khiến giá vé máy bay tới nhiều điểm du lịch đang ở mức trên trời. Khảo sát của VTC News trên website cũng như tại phòng vé của các hãng bay nội địa cho thấy nhiều chặng bay đến điểm du lịch thời gian từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2022 có giá vé tăng mạnh, hầu như không còn giá rẻ như các hãng quảng cáo. Trong đó, chặng bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Hà Nội, Phú Quốc đều tăng 20-30% so với tháng trước. Cụ thể, giá vé khứ hồi của hãng Vietjet Air hành trình Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chiều đi ngày 12 tháng 7, chiều về ngày 15 tháng 7 đã bao gồm thuế phí, có giá 3,4 đến 4,8 triệu đồng một vé. Các hãng khác cùng ngày, cùng hành trình có giá dao động 4,2 đến 5,9 triệu đồng một vé. Đường bay Hà Nội Nha Trang cũng có giá vé bay khứ hồi cao vút. Theo đó, Vietjet Air niêm yết giá 4,3 đến 6,1 triệu đồng một vé. Vietnam Airlines bán 4,6 đến 6,3 triệu đồng một vé. Bamboo Airways bán vé với giá 4,5 đến 6,6 triệu đồng và Pacific Airlines bán 4,4 đến 4,7 triệu đồng một vé. Đây là chặng bay nội địa không dài nhưng lại có giá vé cao nhất trong tháng 7. Một hành trình khứ hồi khác có giá vé khác biệt rõ rệt giữa các hãng là Hà Nội Phú Quốc. Theo đó, giá rẻ nhất của hãng Vietjet Air với 2,83 triệu đồng một vé, kế đến là của Bamboo Airways giá 3,93 triệu đồng một vé và cao nhất là của Vietnam Airlines lên đến 7,44 triệu đồng một vé. Chia sẻ với VTC News, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Miền Bắc cho biết, thời gian qua lượng khách đi máy bay tại các chặng nội địa tăng đột biến, liên tục lập đỉnh mới mỗi ngày. Trong đó đông nhất là đi đến các điểm du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Lâm Đồng. Cụ thể, trong đợt cao điểm hè tháng 6 và đầu tháng 7, sản lượng vận chuyển qua cảng đã tăng 40% so với đợt cao điểm nhất trước dịch Covid-19. Trung bình mỗi ngày sân bay Nội Bài phục vụ khoảng 580 chuyến bay, trong đó 470 chuyến quốc nội với 83,300 lượt khách và 110 chuyến quốc tế với 10.200 lượt khách quốc tế. Đáng chú ý có những ngày sản lượng đạt hơn 600 chuyến với hơn 104.000 khách. Riêng sản lượng bay nội địa đạt 93.000 lượt khách. Từ đầu tháng 7 đến nay, sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài vẫn ở mức cao với trung bình 602 chuyến bay, trong đó 472 chuyến nội địa với 80.300 khách và 130 chuyến quốc tế với 12.000 khách quốc tế, ông Phương nói. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng cho biết, hành khách đi lại dịp hè đang tăng mạnh. Trung bình sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 650 đến 800 chuyến bay mỗi ngày, sản lượng khách 110.000 đến 120.000 khách một ngày. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực nhưng đặt ra áp lực rất lớn về quản lý vận hành tại sân bay. Tuy tần suất bay và sản lượng khách tăng xấp xỉ gần bằng mùa Tết, nhưng tập trung chủ yếu ở ga quốc nội, còn ga quốc tế vẫn thông thoáng. Với hạ tầng chật hẹp tại ga quốc nội, khách đi lại đông dẫn đến tình trạng quá tải, ông Tuấn nói. 20 năm sống khổ sở vì quy hoạch treo giữa trung tâm thành phố Nha Trang. Kính thưa quý vị, suốt 20 năm qua, hàng nghìn hộ dân trong khu vực quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong 3, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã sống trong cảnh khốn khổ chỉ vì quy hoạch treo. Nhiều ngôi nhà tại đây xuống cấp trầm trọng mà không thể sửa chữa. Dự án 20 năm nằm trên giấy. Năm 2002, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã lập quy hoạch dự án khu dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong với diện tích hơn 63 hectare. Sau đó điều chỉnh cắt gần 20 hectare để thực hiện dự án khu đô thị Phước Long 2 và gần 25 hectare để thực hiện dự án khu đô thị Hoàng Long. Đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Ban Quản lý các công trình trọng điểm tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện dự án khu tái định cư Lê Hồng Phong 3. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố nên dự án không thể triển khai. Đến năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định chấm dứt đầu tư dự án này. Hiện nay, khu vực này có diện tích khoảng 38,97 hectare và thông báo thu hồi đất số 24 do Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang ban hành vào năm 2009 vẫn còn hiệu lực. Kể từ đó đến nay, qua 20 năm dự án vẫn chỉ nằm trên giấy và để lại cho hàng nghìn hộ dân nơi đây quá nhiều hệ lụy. Sống mòn trong khu quy hoạch. Gia đình bà Nguyễn Thị Vương, 59 tuổi, chuyển về sinh sống tại tổ dân phố 3 Phước Thành từ năm 1997. Thời điểm đó, dân cư ở đây rất thưa thớt, việc xây nhà cũng không bị cấm cản. Thế nhưng, mọi thứ bị đảo lộn sau khi nơi này trở thành khu quy hoạch dự án. Trong suy nghĩ của bà Vương khi ấy, nếu nhà nước quy hoạch thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ triển khai và gia đình bà sẽ được tái định cư để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, mòn mỏi suốt 20 năm chờ đợi, bà Vương chẳng thấy một động thái nào từ phía chính quyền để thực hiện dự án. Cũng gần ấy năm, bà không thể xây sửa ngôi nhà của mình dù nó đã bị xuống cấp trầm trọng vì nằm trong vùng quy hoạch. Chỉ tay về phía bức tường trong phòng khách, bà Vương cho hay trước đây chỗ đó là cửa sổ, nhưng sau nhiều lần nâng nền để chống ngập thành ra cửa sổ phòng khách giờ đã biến mất. Phía trên trần nhà, nhiều mảng ngói đã bể nát. Một số kèo gỗ trần nhà cũng gãy đổ mục nát, chỉ được ràng buộc tạm bằng mấy sợi dây thép cho khỏi sập. Nên nhà này, tôi cũng nâng cấp hơn cả mét rồi mà đến giờ vẫn cứ ngập, còn xây cao lên thì không được phép. Giờ tôi ở thì ở vậy thôi, chứ mưa là sợ lắm, sợ sập với nước ở dưới nền trào lên. Mà mỗi lần như vậy thì đành bất lực chịu đựng, chỉ chờ nước rút, bà Vương thở dài nói. Gần đó gia đình ông Lê Văn Màu cũng phải chịu cảnh khốn khổ suốt 20 năm qua khi không thể sửa chữa nhà vì vướng quy hoạch. Ông kể, bản thân từng làm bộ đội, năm 2001 gia đình ông về đây cất nhà sinh sống. Khi ấy căn nhà của ông thuộc vào dạng khang trang trong khu vực. Thế nhưng theo thời gian, dân cư tại đây ngày càng đông đúc, nhà sau đổ nền cao hơn nhà trước, con đường hẻm trước nhà cũng ngày càng được nâng lên, khiến ngôi nhà của ông lọt thỏm xuống dưới. Sau hai lần nâng nền lên 1,3 mét, khiến ngôi nhà của ông trông khá kỳ dị. Trần nhà với nền nhà ngày càng gần nhau, thậm chí cửa sổ phòng ngủ trước đây ông phải nhón chân mới nhìn được vào bên trong, thì nay khung cửa sổ đã nằm sát phía dưới nền. Tôi xin giấy phép xây dựng thì không được, chỉ còn cách nâng nền phía trong nên mới thành ra như vậy, ông Màu nói. Thế nhưng theo ông Màu, ở tổ dân phố này còn nhiều nhà thấp và khốn khổ hơn cả nhà ông. Hết trời mưa xuống là ngập, mà sửa thì không được, chính quyền sẽ xuống lập biên bản và xử phạt ngay. Tôi chỉ mong nhà nước nếu có dự án thì khẩn trương làm, còn nếu không thì nên giúp quy hoạch để dân được làm sổ đỏ, cấp giấy phép xây dựng như những nơi khác, chứ bây giờ người dân khốn khổ đến 20 năm rồi, ông Màu nói. Ông Lương Văn Thông, tổ trưởng tổ dân phố 3 Phước Thành cho biết, hệ lụi từ việc quy hoạch treo kéo dài khiến người dân nơi đây đang phải sống trong tình cảnh hết sức khó khăn. Năm 2017, bão khiến hàng trăm căn nhà bị sập, thiệt hại nặng nề, nhưng cũng không được hỗ trợ vì tất cả nằm trong khu quy hoạch. Chưa kể việc trẻ em sinh ra cũng không thể nhập hộ khẩu, phải nhập vào nhà người quen ở nhiều nơi khác nhau. Con dâu con rể cũng không thể nhập hộ khẩu vào gia đình vì chính quyền không cho phép. Triển khai dự án hoặc xóa trèo. Theo ông Thông, do nhu cầu nhà ở rất lớn nên hàng chục năm qua đã có nhiều hộ dân xây dựng nhà trái phép tại đây. Theo thống kê, có 542 căn nhà xây dựng trái phép nằm trong diện phải cưỡng chế giải tỏa. Vừa qua, chính quyền cũng tiến hành cưỡng chế hàng chục căn nhà tại đây. Còn hàng trăm hộ dân khác đang rất hoang mang, lo sợ không biết khi nào thì tới lượt mình, ông Thông nói. Do đó ông đề nghị chính quyền cần triển khai thực hiện sớm dự án, nếu không cũng trả lại quyền lợi cho người dân để được làm sổ đỏ, được cấp phép xây dựng, được nhập hộ khẩu, được phép hỏa mạng lưới điện. Tôi khẳng định bà con ở đây luôn sẵn sàng thực hiện theo chủ trương và sẽ tự giác tháo dỡ nhà cửa, di rời khi dự án được thực hiện. Còn hiện tại thì nên hoãn việc cưỡng chế để yên dân trước đã. Chứ cưỡng chế xong, khu đất đó lại để không, dân thì không có chỗ ở. Nhiều người phải sống lầy lắt trong khu ổ chuột, ở thuê phòng trọ. Vừa rồi có hai vợ chồng đến xin chỗ ở vì nhà bị cưỡng chế. Vợ thì mới sinh, không ai cho thuê nhà. Cũng may có một gia đình cứu mang, ông Thông đã cho hay. Ông Ngô Khắc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long cho biết, trong 38,97 hectare quy hoạch, chỉ tính riêng tổ dân phố 3 Phước Thành và tổ dân phố 3 Phước Tín đã có hơn 2.000 hộ với gần 8.000 nhân khẩu. Ngoài ra, còn một phần tổ dân phố 3 Phước Trung chưa có thống kê cụ thể. Những năm gần đây, thấy khu vực này nhếch nhác, người dân đã đóng góp tiền để láng xi măng các tuyến hẻm. Thành phố Nha Trang cũng đã đầu tư hệ thống thoát nước chống ngập tại đây với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Quan điểm của phường là đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho phép thành phố hủy bỏ thông báo thu hồi đất số 24 năm 2009, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng khu dân cư chỉnh trang. Nếu người dân được làm sổ đỏ, được cấp giấy phép xây dựng, sẽ tạo điều kiện cho phường làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, ông Thịnh nói. Được biết, năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép thành phố Nha Trang điều chỉnh thông báo thu hồi đất số 24 theo hướng không thực hiện thu hồi đất đối với diện tích 38,97 ha tại khu vực quy hoạch vì không có dự án triển khai tại đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau đó đã có văn bản giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành đơn vị liên quan xem xét nội dung kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Cuối tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tiếp tục có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường về nội dung này với mục đích hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, tạo điều kiện cho người dân trong khu vực quy hoạch khu tái định cư Lê Hồng Phong 3 được cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng.